chiến dịch Điện Biên Phủ đã bước sang đợt 2. Trận công kiên có quy mô lớn nhất, tiến công tiêu diệt quân địch phòng ngự có công sự kiên cố bằng binh lực, hỏa lực mạnh. Ngày thứ 8 của chiến dịch, sau những thất bại liên tiếp của đợt tiến công thứ nhất, quân Pháp tiếp tục thả thêm quân dù, tăng cường lực lượng, hòng bảo vệ cho con nhím Điện Biên Phủ. Về phía ta, các chiến sĩ tiếp tục chuỗi ngày khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, tập trung xây dựng chiến hào, công sự để phục vụ cho đợt tiến công thứ hai đang tới gần. Mỗi chiến hào, mỗi tấc đất đều có nguy cơ phải trả giá bằng máu. Thấu hiểu nỗi vất vả, gian khó của bộ đội ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 20 tháng 3 năm 1954 đã viết một bức thư động viên gửi toàn thể các cán bộ, chiến sĩ trên chiến trường. Xây dựng trận địa tiến công và bao vây địch nhanh chóng, đạt tiêu chuẩn. Trong thư có đoạn viết: "Tôi được báo cáo các đồng chí đã làm trận địa mấy ngày liền, lại phải chiến đấu, rồi lại phải tiếp tục bắt tay vào làm trận địa. Như thế có đồng chí mệt nhọc. Nhưng ta mệt nhọc thì cần phải nhớ rằng quân địch ở Điện Biên Phủ còn căng thẳng mệt nhọc hơn ta. Chúng ta là chiến sĩ của quân đội nhân dân, là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Lúc này phải nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chịu mệt mỏi hơn một phần để gây thêm 10 phần mệt mỏi và khó khăn cho địch." Từng câu, từng chữ từ bức thư của Đại tướng giống như những ngọn lửa truyền sức mạnh, niềm tin và ý chí chiến đấu tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, để rồi sau đó thực hiện nghiêm chỉ thị của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ. Bộ đội ta đã thành công xây dựng một trận địa giao thông hào đi vào huyền thoại của lịch sử quân sự thế giới, ngay trước mũi quân thù. Khi quyết định xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành một pháo đài không thể công phá, Nava đã xác định ưu thế của Pháp tại Điện Biên Phủ là ở vị trí của tập đoàn cứ điểm này nằm giữa núi rừng Tây Bắc. Trong khi Pháp có thể tận dụng ưu thế đường hàng không, thì quân ta muốn đánh Điện Biên Phủ phải sử dụng một lực lượng lớn bộ đội tổ chức và duy trì những tuyến cung cấp rất dài trong thời gian khá lâu. Người Pháp cho rằng ta hoàn toàn không có khả năng giải quyết vấn đề chi viện trong một thời gian dài. Lợi thế của Pháp thì trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ thì đã được quân ta biến nó thành một điểm yếu chí mạng. Sai lầm của Nava là chỉ thấy chỗ mạnh của tập đoàn cứ điểm mà không thấy chỗ yếu của nó. Do vị trí nằm cô lập giữa núi rừng trùng điệp, rất xa căn cứ hậu phương, việc tăng viện hay tiếp tế đều dựa vào đường hàng không. Nếu đường hàng không bị hạn chế hay cắt đứt, tập đoàn cứ điểm sẽ lâm nguy. Chúng ta đã quyết định đó là chặn đánh triệt cái nguồn tiếp tế của Pháp bằng hai cái cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta đã tổ chức những cái việc là đánh triệt cái nguồn tiếp tế ngay tại cái hậu phương nơi mà xuất phát cái nguồn tiếp tế của Pháp. Đó là sân bay Đồ Sơn, sân bay Cát Bi, sân bay Gia Lâm. Và bên cạnh đó thì tại chiến trường Điện Biên Phủ thì chúng ta đã tổ chức những cái đợt tấn công của pháo binh của chúng ta vào những cái vào những cái gọi là cầu hàng không, những cái máy bay để tiếp tế cho đối phương tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đợt tiến công đầu tiên, khi chúng ta chiếm được sân bay Mường Thanh thì Pháp lập tức lâm vào thế khó khăn trong chi viện cho cuộc chiến. Và Pháp chỉ còn bằng một cái cách đó là thả dù những cái hàng tiếp tế vào những cái trận địa. Và đặc biệt là khi mà cái đợt 2 ấy, thì cái điều kiện thời tiết nó rất là khó khăn, tức là gió và nó sẽ làm cho những cái gọi là những cái hàng tiếp tế mà thả bằng dù thì nó gần như là nó đều sai, tức là nó không đến được trúng địa điểm của Pháp. Với việc nắm vững quy luật chiến tranh, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, chúng ta đã biến điểm mạnh của địch thành điểm yếu chí tử, góp phần đem đến những thắng lợi lớn trên chiến trường.